Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Sự cạnh tranh giữa công an và quân đội Ngày 11 tháng 11, AFA Tiếng Việt loan tình đại biểu quân đội so bì với ngành công an về cấp bậc. Theo AFA, một đại biểu quốc hội kim đại tá quân đội đã yêu cầu phong tướng cho chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trọng điểm. AFA cho biết yêu cầu trên được nêu ra trong một phiên họp quốc hội ngày 5 tháng 11 khi Quốc hội đang thảo luận về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể, ông Lữ Văn Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, đồng thời mang quân hàm đại tá quân đội, thắc mắc vì sao giám đốc công an các tỉnh thành trọng điểm thì mang quân hàm thiếu tướng, trong khi cùng các địa phương đó chỉ huy quân sự chỉ mang hàm đại tá. Bản thân ông Hùng từng giữ chức chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA dẫn luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiện hành, theo đó tỉnh đội trưởng mang quân hàm đại tá. Trong khi đó, luật công an nhân dân năm 2018 quy định phong cấp thiếu tướng cho các giám đốc công an ở những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương được phân loại là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. AFA cho biết, đề nghị trên của đại biểu Lữ Văn Hùng đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang bác bỏ, với lý do nếu thực hiện thì sẽ vượt trần số lượng sĩ quan cấp tướng mà Bộ Chính trị cho phép. Theo quy định của Bộ Chính trị, quân đội không được phép có quá 415 sĩ quan cấp tướng. Theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của luật Công an Nhân dân được thông qua vào tháng 6 năm 2023, lực lượng Công an được nâng con số vị trí cấp tướng từ 199 lên 205. AFA dẫn nhận xét của các nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng, quân đội và công an đang là tâm điểm của cuộc cạnh tranh quyền lực thượng tầng. Hai lực lượng này hiện chiếm đa số trong các cơ quan cao nhất của đảng Cộng sản, gồm Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Các vị trí đứng đầu của đảng và nhà nước hiện cũng do người của hai lực lượng này nắm giữ với chức Tổng Bí Thư do Đại tướng Công an Tô Lâm đảm nhiệm và chức Chủ tịch nước thuộc về tướng quân đội Lương Cường. Và đây là hình Tổng Bí Thư Tô Lâm, đại diện phe Công an và Chủ tịch nước Lương Cường đại diện và quân đội. Liên quan đến mối quan hệ truyền thống giữa quân đội và công an ngày 9 tháng 9, BBC Tiếng Việt cho hay quân đội chuyên chống kẻ địch bên ngoài, còn công an chủ yếu chống kẻ địch bên trong. BBC dẫn nhận định của một nhà quan sát chính trị cho rằng, trong cấu trúc quyền lực hành pháp của Việt Nam, Bộ Quốc phòng là quan trọng nhất, rồi đến Bộ Công an, tiếp theo là Bộ Ngoại giao. BBC cũng dẫn đánh giá của giáo sư Abuja từ Mỹ cho rằng, sự kèn cửa giữa hai lực lượng vũ trang một phần do sự cạnh tranh về quyền lực và tài nguyên. Đó là bản chất của sự cạnh tranh quan liêu. Bộ Công an xem mình là người bảo vệ cho chế độ. Quân đội thì nhấn mạnh lịch sử chiến đấu và giành độc lập. Về cách nhìn nhận của công chúng, theo BBC, quân đội dường như có hình tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân hơn là công an. Người ta thường gọi thân tình chú bộ đội. Bởi lẽ, quân đội nhân dân Việt Nam là một tổ chức được tôn kính với lịch sử lẫy lừng trong việc giúp giành lại độc lập cho Việt Nam. Ngược lại, theo giáo sư Abuza, đa phần người dân không có thiện cảm với công an vì Bộ Công an là một cơ quan quan liêu khổng lồ với quyền lực bao trùm. Giáo sư đánh giá, việc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chiếm phần đông trong các cơ quan chủ chốt của đảng, bao gồm Bộ Chính trị, Trung ương đảng, cho thấy sự bất an của chế độ về vấn đề an ninh nội địa và mối đe dọa của cách mạng màu và diễn biến hòa bình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin sự cạnh tranh giữa công an và quân đội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tác động và lợi ích từ nhiệm kỳ mới của Tổng thống Trump đến Việt Nam Ngày 10 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài Ông Trump đắc cử và dự án tỷ đô ở Hương Yên. Theo đó, BBC cho hay, kể từ khi Donald Trump áp thuế cao hơn đối với Trung Quốc vào năm 2018, Việt Nam đã thu hút đầu tư nước ngoài kỷ lục và nổi lên như một cường quốc sản xuất. Các khu vực phía Bắc của Việt Nam hiện rải rác các nhà máy lớn sử dụng hàng ngàn công nhân sản xuất đầu điện tử cho các nhà cung cấp của Apple và các thương hiệu toàn cầu khác sau khi Samsung Electronics, CEO và Intel Corp đã đến Việt Nam trước đó. Và đây là hình bài trên BBC. BBC trích dẫn hãng tin nước ngoài cho biết nhà máy của IBE Electronic tại tỉnh Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam, với một trong những khách hàng là Tesla, gã khổng lồ sản xuất xe điện của Hoa Kỳ, đã mất 6 tháng để chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nếu không, khách hàng Mỹ của công ty sẽ phải trả 25% thuế. BBC cũng cho hay, theo số liệu chính thức của Việt Nam, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đổ gần 4,5 tỷ đô la vào Việt Nam tăng 78% so với năm trước. Việt Nam cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Xuất khẩu linh kiện máy tính và điện tử của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt hơn 13 tỷ đô la trong 7 tháng đầu năm nay, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump nhiệm kỳ 2 đã đe dọa áp thuế lên tới 60% đối với hàng hóa Trung Quốc và thuế lên tới 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác. Theo BBC, một số nhà kinh tế cảnh báo rằng Việt Nam có thể là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Á do thặng dư thương mại tăng vọt với Hoa Kỳ và quyết tâm của ông Trump trong việc đưa nhiều việc làm trong ngành sản xuất trở lại Hoa Kỳ. Việt Nam là một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào thương mại trên thế giới, xuất khẩu chiếm khoảng 85% nền kinh tế và Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam. Vẫn theo BBC, có rất nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc hiện đang chuyển nhiều hàng hóa hơn qua Việt Nam đến Hoa Kỳ để thoát khỏi thế quan và lệnh trừng phạt. Điều này thật sự có thể khiến Washington phản ứng dưới thời ông Trump. Và đây là hình tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Donald Trump. BBC trích dẫn hãng tin nước ngoài cho hay, có một điều khác về ông Trump mà Việt Nam biết quá rõ. Nỗi ám ảnh của ông với sự giàu có của gia đình mình và Việt Nam có thể tận dụng điều này để làm ăn với chính quyền Trump. BBC cho biết ngày 8 tháng 10, Trum Organization, doanh nghiệp gia đình của ông Trum, đã ký một thỏa thuận với công ty phát triển bất động sản, tức Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC), để xây dựng một sân golf và khu nghỉ dưỡng trị giá 1,5 tỷ đô la tại tỉnh Hưng Yên. Một biên bản ghi nhớ đã được ký kết bởi các bên gồm Trum Organization, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc trong thời gian Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tô Lâm đang có chuyến công tác tại Hoa Kỳ. BBC trích nhận định của hãng tin nước ngoài cho biết Hưng Yên là tỉnh nhà của Tô Lâm và phe của ông bao gồm Bộ trưởng Công an mới Lương Tâm Quang và Bộ trưởng Tư pháp mới Nguyễn Hải Ninh. Thông qua thỏa thuận này, công ty gia đình của Trùm hiện đã gắn liền với phe phái đang lên trong đảng Cộng sản Việt Nam. BBC cho biết sân bay quốc tế Hà Nội là nơi gần nhất với khu nghỉ dưỡng mà Trump Organization dự định xây dựng và không khó để tưởng tượng ông Trump sẽ thường xuyên đến thăm Việt Nam hơn để kết hợp giữa công việc và cá nhân, kiến nghị các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tổ chức một hoặc hai cuộc họp tại Sân Gôn Việt Nam của ông. Cho dù khu nghỉ dưỡng chơi gôn có thành công hay không, thì đó là một động thái không ngoan của Hà Nội và những người có ảnh hưởng để khiến Trump Organization cam kết đầu tư. Điều này giúp phè Hân Yên, quyền lực nhất của Việt Nam, giành được ảnh hưởng trong chính quyền tiếp theo của Mỹ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tác động và lợi ích từ nhiệm kỳ mới của Tổng thống Trump đến Việt Nam Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.